Ngộp nha anh em. Dương cái dương tí. Anh em nghe thấy tiếng game không? À, nghe thấy mình nói không hay là bé quá? Quan trọng bây giờ thì nghe chúng mình cơ. Để... Game to nào về chẳng nghe cho những cái đào bạn. Ôi giời, bạn đang cơ kêu gram luôn rồi. Kinh quá. Tắt tiếng game đi vào rồi. Tiếng to thế á. Nhưng mà đây mình chơi lại thành tiếng bé quá bạn ơi. Sợ tiếng bé quá. Được. Đấy, tiếng bé nha. Oh, VIP luôn. Thôi xong em rồi. Quả pháo vừa mới đã được trên xong. Có cậu chuột này bạn ơi. Món này ngon thịt luôn. Ngon thèm thèm luôn. Ngon thèm ngon thèm luôn. Ok. Nhưng này thì 11 à. Rồi cậu có 24 này ít thế. Gì đây bạn? Thế. Tiếng game to thế à? Quan trọng là tiếng game còn to không? Một ván nữa mình sẽ mở cái dương lên, nếu mà ván này thắng được cơ bạn ạ. Khai hỏa nha anh em ơi. Bạn Khai nghe tiếng mình không? Nghe tiếng rõ mình không á? Bên phía cần cái vấn đề thế thôi, còn tiếng kê thì tắt cũng được. Nghe được giọng rồi, ok nha bạn. Chắc là nếu mà sau cái tiếng kê tới lại qua, chắc là không phải là mic à? Mic nó to thế à? Ôi trời ơi, bạn này đỡ luôn bạn ơi. Mình có sẵn lúc này. Nói bé à? Đã được gì bạn này không được gì. Để thắng rất là cao bạn ơi. Một nệ này. Một nệ này. Chết chưa? Cười anh em đã cười đủ đi. Cười đủ đi anh em ơi. Hả? Kết thúc. Úi trời. Vướng ơi, ai nhận win thì vướng ạ. Cộng 25 thôi ạ. Không tin rồi. Bảo vô xem lại đi, mọi người vô xem lại đi. Cho nó đông vui tí nhỉ. Nào các bạn nào, bảo mở ra người ta cái gì nào. Ui xôi ôi, ba thẻ. Tài mobile bắt tài. Chào bắt tài nhá. Hướng ơi, em biết nhảy hướng này. Ê, mở hộ anh em biết. Mở anh cái thẻ này xem nó ra cái thẻ gì cái. Big thật thế nhưng mà không biết. Này sao cũng kinh nhờ. Các bạn nhìn thấy chưa, 23 trên 2 mình có một cái mộ này mình không dùng. Mình nghĩ là mình chẳng dùng đâu. Để nó không chứ. Em luôn bạn nhảy rời một cái nhà. Bạn nhà. Giờ đánh chơi anh em. Ở đây mình đánh nha các bạn, bạn tiếng game to nhưng mà ở đây mình chơi chẳng có tiếng gì đâu bạn. Im áp bé lắm rồi đấy. Không nhiều tại sao cả nghe chắc là do cái vấn đề loa ngoài mà loa ngoài nó to quá. Ơ good game à, bạn hạ cúp à? Nếu mà bạn này hạ tật thì ôi bạn này vẫn ra quân này thì làm sao mà đánh được bạn ơi. Bạn chơi thế thì không được rồi. Rồi chơi cả khiên này nữa chết mình rồi. Chết rồi, đánh tháo được đây. Chơi thế ai chơi. As you wish master. Này bọn mình xấu anh em ơi. Đánh này, đánh hết mình thôi. Vẫn có được cả xin rồi. Mấy hai bạn anh em đã thôi xong rồi, cân băng kìa. Để mình
rồi. Anh bạn này bạn yêu vào đây. Qua rồi bạn ơi, đánh này đánh cực kỳ nữa. Này, nếu mà bạn nào không có công cầu thủ tiên thì là lên rồi đấy. 2636 máu nữa em cho ok này, cho bạn một căn đâu nha. May bạn này nói là mình mới cho hay không là mình chả cho đâu, bình thường là mình không phải cho căn đâu 16 ở mình đâu. Đã thành tiếp thực ra không qua ứng dụng kia kiểu nó cứ chế độ riêng tư á, mọi người xem được. Mẹ cấp 12 này, có đánh chưa? Hả? Xem nào đã, anh hơi bị nhiều việc. Bạn này mà ra con AD đằng sau là thôi luôn đấy. Thôi luôn, bạn này mình đứt luôn. Xuống nghe, xuống 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 đấy, ngon hiểm luôn. Thôi mình cho con hồ này mình kết nha, chúng mình cờ pháo rồi, cờ pháo bị yếu này. Này này đây là nước lấy luôn hồ đồ gần này nha bạn ơi. Cẩu chuột, cẩu chuột, đấy có cẩu chuột luôn nhá, rất ngon luôn. Oh, hay thế, đừng có tối lốc nha bạn nhá. Điểm một ván thắng một ván thua, nhưng mà ván này khả năng học em rồi, ván cấp 12 này không đánh được đâu, khó đánh lắm. Mà là gì nhắm cái mà gì nó dùng hai viên lặng mana làm sao mà cấp 10 à, khỏe không em? Bây giờ em còn đang xin cái này ơi. Đúng rồi, đúng rồi, phải thế. Làm chơi thua đi. Ấy, trời, chơi thua chết người đấy. Hả? Nhìn xuống trò chuyện, mình bình luận. Mình sẽ ra kêu bằng quen thôi nha. Cái con này đang yếu cực kỳ luôn, không phải lo. Ui, xuống, xuống anh hùng chưa? Chết rồi. Ui dồi ôi, winner quá này, win vẫn winner, chẳng phải thua đó. Phải sợ thì sợ quá. Máu thành ở dưới, máu thành kìa kìa. Thế rồi, ôi gần này ra tay tí. Ôi gần này mà ta tay được một tí là cho nó bắn thêm một vài phát tí là kiểu ngon rồi. Chuối thua rồi, Triệu ơi. Ui gần này đã chuối thua rồi. Vừa rồi cái đường trên kia nó xảy ra đau lắm. Có con cung này, bố con cung này mày đang yếu đâu, đừng có đùa. Vừa rồi cấu trên cái băng làm sao mà đau được. Cấu là khá là đau, nó sắp sập thành rồi. Có nghĩa họ bảo là xem thằng mấy tiếng game to của mình ở ngoài này không nghe một tí gì luôn á. Tắt sạch game rồi, tạch lô, tạch rồi, tèo luôn rồi. Mấy giờ gần đây là chắc là mình cài đặt loa ngoài nó to quá. Thôi, as you wish, master. Hey.
phải cấp 12 mà đạo mới 12 chắc là không nâng cấp nhỉ. Nó phải 13, 14 là dùng cái tiên đấy rồi. Với cái xương đánh đạn ăn máu thành nó trâu quá. Thôi em quá rồi. Đây này 13 luôn này. 13 ván này rời đỡ rồi. Số điểm của số điểm cúp, số điểm cúp nó bằng số điểm 111.100 đồng. Số có thể là số thành của nó. 13 thua rồi. Cứ đánh đi, hốt đấy kì. Nó vẫn thấu đạn này. Nó không đánh nó nhặt mình à. Nó vẫn 6 thẻ này, 6 thẻ trên này. Cứ bình tĩnh. Nào 13 thua nào. Ôi chết rồi, nó dừng đặt mana. Nó chơi quân mạnh. Thôi mình chẳng sao. Chết rồi thôi. Nghe nó chơi cung. Cái này thua rồi. Đánh nào. Nó chơi nguyên hiệu ứng á. Cậu chuột. Không có cậu chuột rồi. Ôi chết rồi, thả con hạt giống như sai lầm rồi. Sai quá. Hạt giống cũng chết luôn, mày đỏ. Con như là khỏe thế. 14 mạnh phải. 14 vip luôn. Rồi đây này. Đấy, cái bí đường giữa. Ừ, nghe tiếng nó bé. Ui dồi ôi, chưa đánh đau quá. Tối mà gặp những cái bạn này thì khó anh này mà nó cao, đúng là cao quá. Like bạn ơi. Mọi người thấy chưa? Sập like ạ. Cho bạn nghe thì cho to to cũng được. Anh Jack Khaki. Jack không ổn đâu, Triệu ạ. Anh Jack này chơi vui nè. Sao mana con nào con thật đây. Nào, chết rồi, con nó con đường dưới gần tới. Đánh khôn thế, đánh kiểu gì bây giờ. Con giữa con thật đấy, giữa con trên. Giữa. Ván này tỷ lệ đứt rất là cao bạn ơi. Yeah, định ra gặp em rồi, toàn rồi. Nào má, hai trăm mà còn có rồi. Tanh rất nhiều luôn á, rất nhiều luôn. Cố lên để mình vẫn có rồi. Này thì đến bố mẹ, bố mày gáy đấy.
chết rồi. Ôi 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 mày sau pha đấy tận 3 viên giả mạng là nó bị sập lại bạn ơi. À không phải do trôm bị nó kiểu sập cầu dao quá, hồi sinh ngày mua luôn đây, có cái nền đó. Có mùa trang biển nào chẳng đây vận linh solo Thuận, Thuận ở Việt Nam 1 à? Việt Nam 1 thì solo. Cấp 11 này đánh khoảng dã cho của mình căn lông ạ. Ông mày mà bắn lại căn lông mày. As you wish, master. Đã level 12 là nó khỏe hơn mình thật. Hùng xương đâu, chọc lại nhé. Vứt kiên ra đi. Ôi, nó mang bom 10 yếu á. Số lớp của về nó rất là bom mà. À, thằng này, bạn này chơi đã tủ rồi bạn ơi. Chắc chắn là có kêu mai cường rồi. As you wish, master. Nhĩ kỳ nhá. Có kêu mai cường hay sao với mai tận 2 quả bom luôn này. Chỉ nhá, cần kết. Kêu quen, kêu quen, khó hơn đâu. Em địch đánh mình cũng không phải rằng vừa đâu. Nó mang tận 2 quả bom hay sao á. Đây này xem nào. 2 quả bom. Ây à, nó chơi nguyên công thành. Công thành cao. Áp dụng nhanh vòng 10. Pháo lên vòng 10. Dùng đội hình mạnh nhất solo á. Ok. Từ từ mình sẽ xếp đội hình nha. May quá anh trời giữ nhà mình hướng ạ. Cho nhà hướng sập sập thoải mái luôn. Chết mình đấy nhỉ. Anh đi truy thủ đi. Từ từ các bạn đợi mình tí nha. Nhưng mà chơi thế mà dám bắn à, mình không nâng cấp với level 3. Nhưng mà nâng cấp bây giờ là... solo vào đi. Chết rồi, không solo được bạn. Bạn đứng giữ hộ anh đi nhá. Anh một người nào. Cái hôm mà một điện nó không ra về. Bố mẹ có nhà hôm về ấy thì lại phúc ok ấy. Ôi chào tất cả mọi người đang xem like của mình nhá. Ơi thôi xong rồi.
As you wish, master. Nam đâu rồi? Gọi Nam ra đây. Chú ơi, sao bảo? Chết rồi, chơi cái tượng này chết mình thôi. Không là mình gặp mình solo bạn ngay. Bạn kém qua này thì được đi. Mặc kém lắm bạn này không ấy được. Giờ to lên tí. Hello, hello Giáp nhé. Chào Giáp ạ. Chào đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thế được chưa? Đấy, Phong có chúc đại tướng luôn. À, bạn này chơi thần chết rồi. Rồi đã, bạn này chơi thần chết rồi bạn ơi. Cho nó cào đâu. Cho nó cào. Không bỏ sáng đâu bạn ơi. Thắng bị lỗi kìa. Lỗi á? Lỗi gì bạn ơi? Ừ, chắc là tí nữa mình có tao lại nha. Bây giờ chi nhau không phải xem bên nào công đau hơn thôi. À, cứ ra đến mình bị mạng đấy, bị mạng nó mới vậy. Không được rồi, đánh đau quá. Nào, sụp đi, sụp nha bạn nha, ván này chắc là sụp kịp. Sụp kịp. Đấy, vẫn win kịp. Lỗi đấy bạn ơi, mấy bạn này có lan bị lỗi này, đây do bị mạng. Từ mình sẽ tắt đi vào lại nhá. Vào xem cờ lan nó phải được cơ. Thì mình mới nhận kèo được đúng không? Đợi một tí nha bạn nha. Nên là phải mua một con luôn. Nhớ vào game. Đây rồi, cần Việt Nam với cả game bằng solo này. Việt Nam. Đâu rồi? Alo anh em. Đây rồi, tôi đây rồi. Mấy bạn đang solo này. Chết thôi. Để tôi đi đánh cúp một ván nha. Xong rồi anh em nào vào là anh em có thể Diệu Lan ở Việt Nam 3 đúng không? À Việt Nam 2 mà nhỉ. Sang bạn ấy sang Việt Nam 1 rồi. Chắc là nhận kèo bạn sang ngay. Nhưng mà tí xem bạn sang ngay bạn ấy bao nhiêu. Bạn ấy cũng khỏe lắm. Chơi combo khác đi.
chơi quen combo này rồi bạn ơi. Bây giờ mình lần trước mình chơi combo thần chết cơ. Bây giờ bảo mình chơi combo. Bây giờ bảo mình chơi combo. Bảo mình chơi combo thần chết là mình chịu mình chơi đâu. Thua ván này thua. Rời đỡ. Cậu chuột tí cậu rồi mà nói chung là nó chưa có phá được rồi. Nói thẳng là tí sắp rồi. Nào cậu ra ngay ai khác vào làm con. Ôi đợi tí chỉnh bé đã. Bé ngày ổn không luôn liền. À bạn khác ngày 4981 bạn đến vụt xuống Master 3 rồi à. Đấy, hai bên cấp 10 đại chiến với nhau rồi mình thích chứ. Ôi chết cha đấy, chơi đội hình gì đấy. Hai bên bạn đánh chơi thủ à? Nào khiên bên nào đau hơn? 11862, 11852, ảo thế. Mình hơn được một tí máu rồi. 86 hơn được hạng 10 máu lại luôn, đúng 10 HP thành luôn. Này thì Alex này, Alexander đại đế này. Alexander với đại đế này. Phí. Thằng solo. No. Ôi chết rồi, mình đánh xe là sai lầm rồi. Cái tượng nó tự chết mà. À cái tượng có đánh rồi nhưng mà bạn ấy thổi về mất rồi. Đấy cả bạn này mạnh của thôi xong rồi. Biến hình kìa. Này nứt người rồi. Solo được mà. Thế rồi bạn này Legendary nắm hơn mình này. Thế kiểu gì? Thế mình ngáp luôn. Này ôi sao mà thằng Lâm nắm cho Cookie nhé, cộng 5 nè. Black Kinney, không phải cho Cookie. Ván này nói thật là thua thật luôn, nhưng không phải là gầu mạng ấy. Cả game có ai làm luôn. Nào em giờ xem bạn này chơi quân nào. Bạn này có con nữ hoàng kìa, nữ hoàng bắn. Bây giờ mình vẫn nâng sức cú kinh nhẹ lên một phát lên 60 giờ. Có vàng mà nâng cấp thôi nào, nhận được vàng rồi. Bạn nào solo vào đi. Loe này. Cháu ơi, nhiều cung rồi đấy.
mặt điện nó bị nào ấy. Ê gì đây? Mạng á? Đây này, cái hiện đang khá đấy đã nhận rồi. Đánh cứu nhỏ nha. Mạng này không đánh được, không đánh được cái đâu. Vừa gặp một collab Việt Nam Mùa, vừa gặp một đồng minh kìa. Tắt bớt điện đi, em chắc cũng sập đâu. Nghèo, còn lại đó là Nam nhà hạt nhân tiền đại thần. Hướng chơi hay quá đấy. Đây rồi, được rồi, đánh được rồi. Đấy, chuyện thằng wifi phát ngon hạt luôn hướng ạ. Chắc anh đi thì nó phải chạy solo gần này mà còn đi. Con gì nó vui vui nhỉ. Mình sẽ tham bài ra con này này, con ra holo cần này. As you wish, master. Chơi kịp nói thì bạn ấy đã thổi về ạ. Ơi tí thì đốt vào thùng rác ấy, đốt vào thùng rác làm ăn được. Đây thì 11 này, cứ ra thì dưới này đi. Để cho bạn mình công mạnh là chủ yếu. Sao thùng rác chưa ngoài vậy, mình đánh quen rồi. Mình không chơi rác khác đâu. Đó đi. Cứ từ từ, mấy em cứ từ. Chết em rồi, dường dưới em là học em rồi. Mấy anh nhẹ nhẹ này đi thôi. Không cao cậu chuột đấy, anh cần cậu chuột chủ yếu. Anh cần gì anh không? Mình chơi mình cần tư duy bán hàng chủ yếu. Có pháo nào cũng phải kết mấy đặt này luôn. Này, mình nhờ người ta. Mấy bạn phải phải cơ, phải dọn tiếng Anh nào. Ván này mà gờ bà win không? Win quá chứ nhỉ. Một quả một số lốc nơi này, một can đông này, phát này, phát này là ngon ăn luôn này. Thôi hay để bắn một viên nữa. Chẳng sao đúng không? Cua ở đâu nữa. Giờ chơi nào, chơi giờ chơi đét nào, là các bạn tính bạn chơi đét nào. Từ nha. Đét này mình sẽ chơi một con tiên nữ này. Đá này. Cấp 11 mạnh quá, không có vàng nâng cấp con này, nâng cấp con này lên 8 con thiên thạch chứ đâu ra pháo. Mình gọi là pháo thiên thạch các bạn, pháo thiên thạch á, pháo căn đông hoặc là pháo nhắm thuẫn đấy, rất nhiều tên gọi không thiếu. Ma Storm level 2, ở chết rồi, như mình không mang Storm đúng không? Bạn này thành bạn này rất nhiều. Mình sẽ ra đá tầng kia rồi nhá. Không có góp tầng kia này. Tô tô, thổi về hết đi. Góp luôn. Ôi, chết
coi thế này chết rồi. Còn hòa mình thế này con sập tôm nó to lên này chết rồi hướng ạ. Bán này thua rồi. Đứt rồi. Ui bán này thua rồi. Con tôm nó to quá. Bọc phá này nhớ nào được. Bạn rồi mình không thể quen mấy cái dạng này đâu mấy bạn ơi. Thua thì nó lại một vấn đề nhưng mà kiểu này thì bị sập mạng nhé bạn ơi. Sập mạng ạ. Đẹp quá vậy má ơi sập mạng. Mình thay vào đó là bà Mazi đi. Đấy, giàu con nâng cấp quá mà chẳng có gì nâng cấp, phải không có tiền nâng cấp. Rồi cấp 12 ạ, run đét là gì bạn ơi. Mình chịu mình mấy cái kiểu tiếng Anh ấy, tiếng ta đấy mình chịu mình không biết. Vua đồ level 13, cấp 12 đúng rồi, 12 gặp mấy cái mấy cái. Đau quá hướng ơi. Nóc, nó chơi quân yếu này, mình mang bộ ba cung mà ngon rồi. Không hẳn là sợ. Nhưng mà bạn này chơi mẹ này mẹ này hơi Không ôi đã lên 11, 100% mà không mấy. Nếu mà nó chơi nguyên quân yếu này thì mình đã làm mình bị thẳng là vừa. Không, mình vẫn thẳng. Mình cho Phượng Hoàng nhé bạn nhé. Mình thẳng là Phượng Hoàng kia, con này Phượng Hoàng mình nợ quả trứng là vừa. Các bạn thấy chưa? Đấy, quả trứng là... Ôi, no. Sai quy luật luôn ạ, sai quy luật tự nhiên mà. Đau tê trời, không tin nổi luôn ạ ơi. Cấp 13 bắn đau má rồi, bạn này quên rồi. Bạn này chơi quân này. À chết mình cũng không nói sớm rồi nhá. Không sao, mình có sói đây rồi, có sói đây. Ôi sao. Ai thì sói này. Thêm 3 tuổi quen còn cái nịt. Cần gì ai cho quen bạn. Kế cả, sao không kinh đâu. Đánh luôn. Ôi quả trứng em chết rồi. Quả trứng em sắp nở. Anh ở chơi này chết em không. Này thì 12 này. 12 này. Tôi bị mạng thôi. Bị mạng thôi. Lại luôn đấy. Đừng có bị mạng mà con xin rồi. Hơi bị mạng hơi kém quá. Nhớ đâu rồi. Quay ăn đi. Mạng quá bạn ơi. Anh chắc là mỏng khéo quá. Mạng quá. Không ạ. Để nguyên rồi hết rồi. Ok nhá. Đối thủ cấp 12 đấy vướng là anh lại khóc the rồi. Ra phượng ngoài nhá, còn mình có tối lốc bây giờ mình có đá đi rồi. Anh hai. Đốt sổ cục kinh thì đã. Chắc phải dùng tiền nâng cấp con này lên đã. Sổ tôm nhưng mình còn không dùng sổ tôm ở trong cái trường hợp này nữa. Thôi, mạng. Ui, nó bắn kìa. Nó bắn kìa.
này là nó của mình rồi. Thừa sập luôn nữa ạ. Không đánh cua bạn ơi, xin mình không bọn không đánh cua nhau nhá. Mặt này mình hôn lắm. Đánh được này đồ vui. Đánh được cái đồ vui. Nhiều quá. Nhìn được 2 năm giờ to lắm đấy. Bỏ mà làm cái gì. Pháo. Bực. Hãy subscribe.
chấm xanh đi. Tao mày thấy cứ đánh đưa là chiếu đốt đấy nha, không làm gì. Thì đừng đốt vội. Một lúc bằng gì? Bệ phá, giã phá vào thành mới đi, giã luôn đi. Đợi lâu quá quá. Nóng đã mình. Đốt, đốt một cột lốc đi. Chết rồi, đốt chảy mất tẻ rồi chưa? Lâu quá, đã chảy mất một tẻ rồi. Giã to lên. Cổ lốc phải về đi, cổ lốc phải đứng để tí cho mình con dầu. Tập vào đất nguyên, tập vào đất nguyên, tập vào đất nguyên. Ơ, con dầu. Đấy, còn lừa đâu.
Thank you.